Dạ vâng, xin kính chào tất cả các bác. Để đáp ứng nhu cầu của rất là nhiều khách hàng có gọi điện cho Hoàng Âm Thanh, thì trong clip ngày hôm nay em sẽ test cái khả năng xử lý tiếng của chiếc vang cơ Martin I66, cái chiếc vang mà rất là hay. Đây là dòng vang cơ có reverb và bản thân cái reverb của vang này cũng rất là hay các bác nhé. Và nó còn có cả bo chống hú nữa, cho nên là khả năng chống hú của nó rất là đỉnh. Em nói thẳng luôn, rất là đỉnh. Để về vang cơ thì cái khả năng chống hú thông thường thì nó sẽ không được các bác nhé, không được như vang số. Nhưng đây là một chiếc vang cơ chống hú rất là tốt, và điều đặc biệt thì echo và reverb nó rất là hay. Vậy âm sắc nhạc cũng xử lý tuyệt vời luôn các bác. Thì trước khi đi vào chi tiết bên trong của tổng quan trước sau của dòng vang này, thì em sẽ hát một đoạn để mọi người có thể là cảm nhận. Thì hiện tại em đang ghép cùng chiếc vang cơ và một cặp mic Beyer 790 các bác nhé, Beyer 790 và một cặp loa full EIM Bass 30. Con này rất là lớn, công suất rất là lớn luôn. Và hiện tại thì trong một không gian nhỏ này thôi, em alo lên để cái mức gain cũng khá là lớn các bác nhé, để mức gain khá là lớn. Nhưng cái chuyện nó hú nó hí là gần như là rất ít xảy ra. Còn em sẽ không test theo cái kiểu là dí cái mic vào trong cái loa như thế này giống như một số bác khác test nhé. Bởi vì em nói thẳng luôn, chả có ông nào đi hát karaoke để mà dí cái củ mic này vào cái chép của loa cả. Cái đó là cái phi khoa học, phản khoa học và không có khuyên anh em làm. Bởi vì nếu như làm như vậy thì cũng được, nhưng mà đó chỉ là một cách bịp bợm thôi các bác nhá, bịp bợm thôi. Chứ còn để dí sát vào, xin lỗi các bác, kiểu gì nó cũng hú. Kể cả bất cứ con vàng em mua 18 20 triệu hú vẫn hú bình thường các bác nhá. Còn nếu nó không hú thì cái tiếng mic nó sẽ xấu đi. Đó là em cam kết luôn. Em nói thẳng luôn thì các bác biết vậy. Còn khả năng chống hú ở đây, đó là ở một cái gain nó lớn, ở một không gian nó vừa phải khoảng cách như thế này, chúng ta hát ở lời nó là bay bổng, hát nhẹ nhưng không hú, đó là khả năng chống hú của vàng. Dù là vàng số hay vàng cờ thì nó cũng vậy các bác nhá. Bây giờ xin mời các bác cùng nghe một đoạn. Em hát có thể là không hay nhưng mà các bác thông cảm nhá. Mọi người hãy cảm nhận cái khả năng xử lý tiếng của con này, chứ đừng có cảm nhận chất giọng của bạn em thành làm gì cả. Bởi vì em hát, bản thân hát là không có tốt. Ok các bác, giọng hát em không hay, nhưng em khẳng định với các bác đây là con vàng rất là hay. Tiếng nó rất là dày dặn các bác nhé, rất là dày dặn, rất là chân thật. Và điều đặc biệt nó rất là ngọt, nó rất là ngọt, mặc dù hát với loa full trong không gian nhỏ, nhưng mà nó không có hú các bác nhé. Nên anh em chơi loa ngang thì anh em quá yên tâm luôn. Thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn chi tiết luôn để các bác về, các bác có thể kết nối con vàng này. Bởi vì hôm nay thì hàng sẽ đi khá là nhiều các bác nhé. Thì đầu tiên em sẽ gọi là hướng dẫn lại một chút nữa để mọi người có thể là hiểu thêm các bác nhé. Chứ còn vang cơ thì hầu hết các bác có thể sử dụng được, nhưng mà em sẽ gọi là cái gì nhỉ, thị phạm thêm một chút nữa dành cho những bác chưa biết đó. Dành cho các bác chưa biết, còn bác nào biết rồi thì chúng ta có thể bỏ qua nhá. Không biết là cái tu vít dẹt em vừa lấy đâu mất rồi. Đầu tiên các bác ạ, đầu tiên đây là những cái phím, đây là những cái phím để chúng ta hiệu chỉnh về cái phần echo và reverb đấy. Đó, DSP echo và reverb. Con này nó sẽ dùng một cái bộ xử lý riêng các bác nhé. Thì ở trong đó có cái echo delay. Echo delay là cái độ trễ của echo, chúng ta muốn nó nhanh hay chậm ấy. Ví dụ alo nó rất là nhanh thì cái delay này nó sẽ đánh giá một phần rất là quan trọng cho hát karaoke. Nhiều bác hát nhạc nhanh có thể chúng ta đưa cái delay nó nhanh một chút, còn chúng ta hát nhạc vàng chúng ta đưa chậm lại một chút. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ ở mức độ vừa phải các bác nhé, vừa phải để làm sao chúng ta hát nó
nó không có bị lộn xộn ở trong cái nó nhanh quá chúng ta hát nó sẽ khó, nó sẽ gọi là hụt, mà nó nhiều quá thì nó sẽ đè, nó đè qua thì nó hát nó cũng không hay. Cho nên là cái echo, cái delay này chúng ta sẽ để ở mức độ vừa phải đó. Echo repeat là cái độ nhại lại của cái tiếng vang của chúng ta alo một lần nó sẽ nhại lại 4, 5, 6, 7 lần, là do chúng ta chỉnh ở trên cái chiếc app này. Cái ba lăng echo và reverb đây thì nó sẽ là cái trộn các bác nhá, trộn giữa echo và reverb. Ví dụ các bác thích hát mình echo không thì chúng ta có thể là đưa cái chiếc app này nó về bên phía tay trái các bác thì chẳng mình echo, và anh em muốn hát bằng mình reverb thì chúng ta sẽ đưa kịch kim sang bên phía tay phải thì sẽ chỉ có hiệu ứng reverb các bác nhá. Còn reverb time là reverb hoạt động rồi, cái này thì gọi là chúng ta muốn cái thời gian reverb nó hoạt động nhiều ít thì cũng nó sẽ ở đây. Thì cái reverb time này nó sẽ tùy thuộc vào không gian phòng nữa, hoặc là không gian ngoài trời nó rộng một chút thì chúng ta sẽ để nó nhiều một chút để làm sao đó cho cái tiếng nó bay nhất các bác nhé. Còn bên phía bên này là những cái chiếc app để chúng ta chỉnh về micro, thì trong đó sẽ có low là giải bass này, đó, trung trầm này, giải trung này và giải chép. Thì nếu như cái này thì nó sẽ tùy thuộc, nó sẽ không có mặc định cho một cái dòng mic nào cả, cho nên là chỉ có 4 chiếc app này thì các bác có thể về các bác tự xử lý các bác nhá. Ví dụ như có nhiều bác có những cái dòng mic nó cái giải bass nó có người là ồ cái bass nó quá nhiều, chúng ta có thể là giảm cái đường trung và đường trung trầm này lại để tránh cái tình trạng bị ủ. Giải đường trung này cũng vậy nhá, đó, trung và đường cao cũng vậy, là đường 2 ấy, nếu mà chúng ta đưa nó xuống nhiều quá các bác ạ, nhưng hai cái giải này nếu chúng ta đưa xuống nhiều quá thì nó sẽ không được sáng tiếng và tiếng nó sẽ không ngọt nữa, cho nên là chúng ta sẽ ở mức độ vừa phải. Còn cái này ví dụ anh em vặn up nó xuống thì cái tiếng mic nó sẽ tối hơn. Tiếng mic nó tối hơn thì đồng nghĩa chống hú tốt nữa, nó sẽ chống hú tốt nữa, nhưng mà em nói lại thì tiếng mic nó sẽ không được đẹp. Còn cái đường trung trầm và đường trầm này cũng vậy, đường gọi là đường bass của mic ấy. Chúng ta mà đưa nó chúng ta cắt nhiều quá thì tiếng mic nó sẽ mỏng không hay, cho nên là khi chúng ta vặn lên đây có 4 chiếc áp thôi, chúng ta alo và chúng ta đưa nó lên làm sao để cái giải mic chúng ta nó vẫn đầy đủ các bác nhá, đầy đủ bass trung tép nó vẫn phải hay, mà nó sẽ hạn chế hú thì nó nằm ở cái này đó. Với con này bản thân nó bo trung hú riêng rồi nên nó rất là hay. Và đây là music tone để chúng ta chỉnh về tông nhạc các bác nhá, chỉnh về tông nhạc thì trong đó sẽ có hai là chép này, trung này, trung trầm và bass của nhạc. Thì ví dụ như anh em có thể là muốn nghe nhiều bass hoặc ít bass, hoặc là nhiều chép ít chép, cái này em sẽ không có nói thêm nữa. Thì mọi người có thể là hiệu chỉnh trực tiếp trên 4 cái chiếc app này các bác nhá. Anh em muốn nghe ở cái giải nào nhiều chúng ta đưa lên, và anh em không muốn nghe ở cái giải nào nhiều chúng ta đưa nó xuống. Cái này rất đơn giản vì nó chỉnh cơ hoàn toàn. Còn ba cái chiếc app đây thì nó là cái volume, nó là ba cái volume. Thứ nhất là volume của effect. Effect volume đây có nghĩa rằng là nó sẽ là nhiều hay ít của cái echo và reverb đó các bác nhá, nó sẽ nhiều hay ít của cái echo và reverb đó. Cái thứ hai là volume của mic và volume của music là của nhạc ấy, chúng ta muốn to nhỏ nằm ở đây các bác, nó rất là đơn giản thôi. Rồi, và cái chiếc app cuối cùng đây là cái đường rec out volume ấy. Thì chúng ta ví dụ anh em kết nối cái đường rec out xuống thì chúng ta muốn nhiều hay ít hoặc là to nhỏ thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh trên cái phím này các bác nhá. Đó, chỉnh cái chiếc app này. Tất cả là chỉnh cơ các bác, chỉnh cơ toàn tập, và nó có một cái hiệu ứng. Nó có một cái hiệu ứng mà nhiều dòng vang số đắt tiền không thể có được. Không thể có được, với con này nó xử lý rất là hay. Và đây là cái dòng vang cơ Martin, chính hãng của Martin các bác nhá. Martin với mã là I66. Đó, mọi người có thể check cái con vang này, nó rất là hay, rất là đẳng cấp luôn. Có bên trong bên bo. Hôm qua thì em có live stream thì em cũng có quay sơ bộ cho các bác rồi phải không ạ? Đó, bên bo đây, nó sẽ có một cái bo chống hú và một bo xử lý. Thì tất cả con này nó được sản xuất vào ngày 10 tháng 5 năm 2013 và chính thức các bác nhá, chính thức đi vào hoạt động, có nghĩa là người ta đưa vào công trình ấy là sẽ là vào tháng 9 năm 2016. Đó, tháng 9 năm 2016. Tất cả những linh kiện rất là xịn. Đó, tất cả những cái thông số người ta sẽ dập các bác này, người ta dập vào trong cái mềm này luôn. Cái này thì em chưa có thổi bụi luôn, bởi vì hôm qua em có nói rồi là về cái là em đăng lên, bởi vì là em không ngờ luôn là cái lô vang này nó đẹp như vậy. Và nó rất là đẹp các bác nhá. Tất cả tai không có bị cong vênh một chút nào hết. 24 con, 25 con đều răm rắp như một các bác nhá, đều tăm tắp như một. Đó, nó rất là đẹp. Và điều đặc biệt thì rất là nhiều bác cũng có tuổi hoặc nhiều bác ngại đụng chạm về vang số thì chúng ta có thể sử dụng con vang cơ. Đó, con vang cơ này, tiếng nói em cam kết với các bác, tiếng rất là hay, từ nhạc đến micro rất là hay, và điều đặc biệt trong hú tốt, và anh em là rất là dễ dàng để chúng ta hiệu chỉnh con vang này các bác nhá. Có hiệu chỉnh con vang này thì cơ hoàn toàn mà, nên là rất là dễ. Thì đây là đằng sau nó phần ở phần nguồn cắm điện ấy thì nó sẽ có một con cầu chì các bác nhá, có một cái cầu chì ở bên đây này. Ví dụ như khi nào đó có một hôm nào đó mà chúng ta đang cắm điện mà chúng ta sẽ không thấy vào điện nữa thì chúng ta chỉ cần mở lấy cái tu vít, chúng ta mở con cầu chì này ra, chúng ta kiểm tra xem có đứt hay không. Đó, cái này nó rất là quan trọng các bác nhá, nó bảo vệ cho cái nguồn ấy. Đó, khi mà có vấn đề chập trước thì xảy ra thì cái cầu chì sẽ cháy. Đó, và nó sẽ được trang bị là 2 mic trước và 2 mic sau các bác nhá, 2 mic trước và 2 mic sau, mic 3, mic 4, mic 1, mic 2 đứng trước.
chúng ta có thể là dùng mic không dây hoặc mic có dây, chúng ta ghim vào đây. Còn đây là hai cái volume để chúng ta chỉnh to nhỏ của từng mic một, cạnh gọi là cái volume phụ ấy, của từng mic một nhé. Đường ra của nó sẽ có LR cho loa trái loa phải này, là hai cặp loa chính và sub và center. Nếu chúng ta mà có dùng đủ đồ thì chúng ta tận dụng cả bốn mic ngõ này, bốn ngõ này. Và trên đây nó sẽ có một cái chiết áp để chúng ta cắt sub nhé. Đây là to nhỏ của sub này, nó to nhỏ của sub này. Và đây là chúng ta sẽ cắt ở cái giải tần nào, chúng ta muốn nghe cái giải sub nào, ở cái giải nào nhiều thì chúng ta sẽ đưa nó về đó. Đây từ 50, cắt từ 50 cho đến 250 Hz. Đó, chúng ta cần càng nghe cao thì cái tiếng nó càng cứng. Nhưng mà anh em cắt lý tưởng thì từ 90 đến 101 Hz là cái lý tưởng. Miễn làm sao mà nó không có lời nó lọt vào cái sub là hay nhất các bác nhé, là hay nhất. Đó, còn đây là gọi là pha, sub pha ấy, thì chúng ta có thể là để về giữa hoặc chúng ta đưa về không hoặc chúng ta đưa về 180 độ. Cái này là tùy vào cái tai các bác và tùy vào không gian để chúng ta có một cái điều chỉnh cho sao nó hợp lý. Tín hiệu đầu vào nó sẽ có AUX1 và AUX2 các bác nhé, AUX1 và AUX2. Sau đó sẽ tương ứng với cái nút bấm này các bác này, nó sẽ tương ứng với cái nút bấm này này. Ví dụ chúng ta muốn truyền cổng này này, nó sẽ là AUX1, AUX2 ở đây. Đó. Ví dụ anh em có thể là kết nối song song hai thiết bị và chúng ta sẽ bật thiết bị nào, chúng ta sẽ nhấn vào cái phím này thì nó sẽ tự nhận các bác nhé, nó sẽ đổi. Đó. Còn con này thì tiếng nó là đẳng cấp rồi các bác nhé, tiếng là đẳng cấp rồi. Và giá thì cửa hàng em cũng đã công khai, giá là 2.200.000 đồng. Giá trên đã bao gồm phí ship cho một con vang cơ chính hãng của Martin, ở model là i66, rất đẹp, bao zin bao xịn và bao hay. Chuyện của các bác bây giờ, nhiệm vụ các bác bây giờ chỉ là liên hệ với hai anh em Thanh để đặt hàng các bác nhé, để đặt hàng và gửi lại địa chỉ để em gửi hàng ship đến nơi các bác. Hàng đến nơi các bác có quyền kiểm tra nhận hàng rồi mới phải thanh toán, đó là cam kết cũng là cái chính sách bán hàng lâu nay của Hoàng Anh Âm Thanh là vậy. Thì bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Anh Âm Thanh qua số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.